Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tổ chức đại hội công đoàn cho hơn 200 người là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Tại hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội đoàn, cán bộ công đoàn huyện Xuyên Mộc được triển khai các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn của công đoàn cấp trên, công đoàn huyện về quy trình tổ chức đại hội công đoàn các cấp, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị cũng chia sẻ những kỹ năng kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội, nhằm góp phần tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới đại hội lần thứ 9 công đoàn huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2023-2028.